Nhiều chị em phụ nữ khi phát hiện một khối u ngực thì rất hoang mang, lo lắng, không biết u lành tính hay ác tính và có nguy hiểm hay không, phải xử lý như thế nào. Sau đây, mời quý vị đến với cuộc trao đổi ngắn với lương y võ sư Phan Văn Nghiệp về những thắc mắc nêu trên. Con chào thầy ạ. Dạ thầy ơi, con vô tình lướt bên cái website của công ty thầy á, công ty Phương Anh á, thì con có thấy có mục tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho thì con có hỏi những bạn nhân viên ở đó, thì con tới đây hôm nay con tới đây á thì mục đích là con hỏi thầy á về một cái số bệnh của con. Nó bệnh là bệnh gì ạ? Dạ thưa thầy, con bị bên u ngực ạ. Dạ. Anh đi khám bao lâu rồi? Dạ con đi khám khoảng tuần trước ạ. Nhưng mà con về con cũng suy nghĩ rất là nhiều, tại vì bên mổ xẻ là con không muốn, con cũng tìm hiểu rất là nhiều luôn, thì con muốn qua thầy hỏi một số vấn đề, tại vì bác sĩ nói là cái bệnh của con á thì ngoài cái bệnh này ra thì nó sẽ liên quan tới bướu và bên u nang nữa. Có kiểm tra u nang? Dạ có luôn rồi, thì nó đã hình thành hết rồi ạ. Dạ tức là hiện tại bây giờ là u ngực, u nang và bướu cổ luôn. Dạ đúng rồi. Mà bác sĩ nói mổ cho nên con rất là sợ luôn. Con muốn tới thầy để tìm hiểu và muốn điều trị bên thầy luôn. Tại vì con cũng thấy nhiều khách hàng họ phản hồi trên đó rất là tốt đẹp luôn, họ trên hồi trên website á. Thì con muốn tới thầy tìm hiểu. Cái bệnh này cũng hơi khá phức tạp đấy. Dạ. Bên những cái giáo trình hoặc là những cái thuyết về bên Tây lý luận á. Dạ. Thì trong cơ thể người phụ nữ sẽ có tuyến yên và buồng trứng. Dạ. Tức là cái mối quan hệ giữa bộ phận sinh dục phụ nữ cho đến tuyến ngực, cho đến tuyến ở cái cổ mình, nó có cái mối quan hệ nó như giống như một cái sợi dây dài vậy đó. Dạ. Mà một khi mà một trong ba mà bị bệnh thì hai những khu vực khác còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Dạ. Cái đó là về phía bên Đông y giải thích, đó là tuyến yên buồng trứng. Dạ. Thì nếu mà hướng điều trị của bên Tây y thì chắc em cũng biết rồi, một là mổ xẻ. Dạ. Hoặc là xạ trị hoặc là hóa trị sẽ khống chế cái độc hại của cái u nếu. Dạ. Như nó là ác tính. Dạ. Bên Đông y thì nó hơi phức tạp hoặc nó hơi sâu lắng, hoặc trừu tượng hồi trước giờ thì có thể rằng là bệnh nhân hay là tất cả mọi người chưa hiểu rõ rằng là cũng có thể rằng là chưa tin, cũng có thể là chưa biết là Đông y sẽ giải quyết cái bệnh này như thế nào và có hết hay không. Dạ. Thì nếu mà hôm nay em có cái duyên thì thầy sẽ tư vấn cho em. Dạ. Nhưng mà thầy, con muốn hỏi thầy á là ví dụ như qua bên mình á, thì ví dụ như khi mà con đã khám ra là có nghĩa là khi mà mình bị ba cái bệnh đó, thì con muốn hỏi thầy á là bây giờ mình có thể chữa trị bệnh nào trước? Thật ra là thầy chữa trị một lượt. Về Đông y thì luận rất là rõ là nguyên nhân của bệnh và triệu chứng của bệnh. Và hai cái này là hai cái phân biệt rất rõ, nhưng mà lại là nó là một mối quan hệ. Yeah. Như vậy thì nếu Đông y trị vào, đầu tiên là phải trị vào cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân mà mình giải quyết được rồi thì những cái triệu chứng kia nó sẽ tự động nó hết. Yeah. Nhưng mà nó khác, nó có thể nó khác với một cái cách trị bên Tây y. Là bên Tây y người ta sẽ trị trực tiếp ngay cái triệu chứng, giải quyết ngay cái khối u. Thì bên đây về Đông y và đặc biệt ở nơi thầy thì cũng có cái phương pháp giải quyết luôn ngay cái triệu chứng và giải quyết ngay luôn cái Đông y. Thì thầy thí dụ cho em nghe thế này. Vì sao cái cổ em bị bướu? Thì luận sâu vào Đông y thì đây em là bị phế âm hư. Dạ. Em biết phế không? Dạ, con chưa hiểu lắm. Phế tức là cái lá phổi. Dạ. Và cái chức năng của phổi. Thì trong y người ta gọi là phế. Dạ. Thì trong phế hay trong tất cả các tạng của cơ thể mình thì đều có tính âm và tính dương. Nhưng mà hiện tại cái phế của em á là nó bị âm hư, tức là âm nó yếu hơn dương.
Dạ. Và từ đó có thể là sâu hơn nữa, có một dịp nào đó thầy sẽ nói về cái tạng phủ rộng, nhưng mà hôm nay thầy nói căn bản như vậy. Dạ. Và phế là cái cơ quan trực tiếp để lấy khí từ bên ngoài vào và đi ngang cái đường cổ của chúng ta. Như vậy một khi trên đường đi đó nó có một cái gì trục trặc là nó sẽ xảy ra, mà đặc biệt ngay cái cuốn cổ chúng ta là nó đi ngang qua những cái eo, bao gồm cơ bám vào đó, rồi thực quản, rồi đường thông khí vân vân, và đôi khi nhiệt của từ cái âm hư của phế nó lại bốc lên, nó làm tổn thương cái amidam chẳng hạn, nhiệt họng chẳng hạn, vân vân. Thì luận theo đông y càng sâu á, một là quyết kiệt sinh ung. Kiệt ở đây tức là nó tắc, nó nghẽn ở một vùng nào đó. Thì sự ung tắc đó nó sẽ dẫn đến cái khối u. Chưa chắc cái khối u này em bị ác tính đâu. Mà là một sự ung tắc nào đó trên cái sự vận hành của khí, hoặc là trên sự vận hành của huyết, nó sinh ra một cái cục u như vậy. Đó là một cái điều thứ nhất. Một cái điều thứ hai là thông thì bất thông, mà thông thì bất thông, tức là đau thì không thông, mà thông thì không đau. Như vậy thì sự lưu thông của khí huyết bị tắc nghẽn thì tất nhiên là sinh ra cái đau đớn, hoặc là ngay cái chỗ mà cái cần thổ chúng ta sẽ ăn uống khó khăn, hoặc là thở nó khó khăn. Rồi một cái thứ ba nữa là chính vì cái tính âm dương nó không cân bằng, nó mới sinh ra cái môi trường không tốt. Môi trường đó thí dụ như trong đông y thầy thí dụ là một cái môi trường ẩm thấp chẳng hạn. Em có thể nhìn thấy xung quanh môi trường chúng ta đang sống, cái nơi nào mà ẩm thấp thì cái nơi đó sinh trùng. Như vậy thì trong đông y có câu rằng là ẩm sẽ sinh trùng, thấp sẽ sinh trùng. Mà ung thư hay là u thì bên tây y người ta gọi là thấp nhiệt, là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái quá trình ung thư rất là cao. Như vậy thì về đông y thầy trị để thầy chia sẻ cái nguyên tâm là sẽ cân bằng lại cái tính âm dương của phế em, của phổi, hoặc là những cái tạng khác, để cái môi trường nó thay đổi thì trùng đó nó sẽ không sinh nữa. Đó là cái thứ nhất về thuốc. Thứ hai là sẽ đào thải độc tố ra. Và thứ ba nữa là em có thể đến hàng ngày ở tại phòng mạch của thầy trong vòng khoảng 1 đến 3 tháng thì thầy sẽ dùng cái phương pháp là khai thông. Khai thông thì có nhiều cái hình thức khai thông. Cổ truyền ngày xưa giờ ông bà ta thì sử dụng những cái phương pháp như là huyệt đạo khai thông, khai thông huyệt đạo. Nhưng mà ngày hôm nay y học càng phát triển thì chúng ta có những phương pháp khác nữa. Chẳng hạn như là phương pháp tác động cuộc sống. Phương pháp thầy sẽ khai thông trên cái trực tiếp cái hệ động mạch và tĩnh mạch và hệ cơ, để những cái cơ và những cái hệ động mạch đó được giải phóng thì cái tính kiệt như hồi nãy thầy nói đó nó được lưu thông. Thì khi lưu thông rồi thì u ấy tự động tan. Và hàng ngày thầy sẽ làm trực tiếp trên cái khối u đó, vừa đánh vào khối u, vừa làm xoa làm tan cái khối u, và tìm cái đường mà dây thần kinh đi từ hệ cuộc sống ra để mình mở từ cái gốc rễ, thì hai bên sẽ kết hợp giữa thuốc, giữa điều trị đắp thuốc thì sẽ giúp cho em cái khối u nó sẽ tan đi. Về ngực cũng vậy, về u nang cũng vậy, thì trên hệ trục cuộc sống như em nhìn thấy cái hệ trục cuộc sống thế này, mỗi một cái vùng nó có phụ trách những cái tạng phủ của mình. Chẳng hạn như cái vùng ngực của em là tính từ cái D4 đến D7 này, nó phụ trách những cái thần kinh ôm chầm qua cái lồng ngực của mình. Thì giả sử trên những cái điểm này mà nó tắc thì ở phía ngực của mình là sẽ bị có một khối u. Hoặc là ở mức độ nhẹ thì tắc những cái điểm này thì ở lồng ngực chúng ta sẽ có cái hiện tượng đau nhất, thì bên tây y người ta gọi là đau thần kinh liên sườn. Thì đôi khi nếu chúng ta biết được những cái phương pháp này, chúng ta chỉ cần giải phóng đơn giản mà vài điều, hoặc là vài hôm, hoặc là 1 tháng 2 tháng, nó càng khai thông thì bệnh nó sẽ hết. Thầy cho con hỏi luôn á, là khi mà con bị những cái bệnh này á thì con không hiểu á là cái việc ăn uống của mình nó có liên quan không thầy? Tại vì con thường ăn uống thường hay bất thường, không có giống như không có đúng bữa, hay là ăn uống hay sơ sài á, và con không biết là có thể cái việc ăn uống của mình nó có liên quan tới cái những cái bệnh mà mình đang có không,
Và khi mà mình đang đang điều trị á, thì cái việc ăn uống á, thì nó có theo một cái gọi là theo của thầy không, theo cái phương pháp của thầy không, hay là mình vẫn ăn uống bình thường thầy? Chắc chắn là có nha em. Nó không những chỉ ăn uống mà còn những yếu tố khác để làm nên bệnh nữa kìa. Thầy nói thí dụ nè, cái độc tố của thức ăn chúng ta hiện tại ngày hôm nay, em biết thị trường là đang sử dụng về hóa học nhiều, về vô cơ nhiều hơn là hữu cơ, thì cái tạng phủ chúng ta, cái cơ thể chúng ta khi ăn vào, đôi khi chúng ta trúng thực, trúng độc hoặc một số những cái rau mà họ dùng thuốc trừ sâu chẳng hạn, thì cái tạng phủ chúng ta không chịu nổi, thì những cái tích lũy đó nó âm thầm từ ngày này qua ngày nọ, nó điều phá nội tạng chúng ta, dẫn đến bệnh tật. Cái đó hết sức quan trọng đó chứ. Còn một điều nữa mà thầy nhắc em là riêng cái tuyến yên buồng trứng này của người phụ nữ, mà chỉ cần người phụ nữ mà bị stress thôi, là dẫn đến cái bệnh này rất là cao. Hoặc là ức chế trong đời sống chúng ta, ức chế về tình cảm, ức chế về cuộc sống, hoặc là chúng ta nghẹn ngào cái gì đó. Mà chúng ta thường rơi vào trầm cảm nhiều hơn, hoặc là cái tính chúng ta buồn nhiều hơn, thì cái bệnh này nguy cơ rất là cao. Vì sao em biết không? Buồn thì nếu mà thầy nói âm với dương thì buồn nó thuộc về âm hay dương? Âm. Âm tức là tính trầm. Trầm tức là ẩm thấp. Do đó cái người mà càng buồn càng u uất, cái tính sinh bệnh rất là cao. Rồi thứ hai nữa, thầy nói về cái tính hoạt huyết đi, vận hành khí huyết. Khí huyết hưng phấn, âm dương bảo hòa, còn âm dương mà bất túc thì sẽ sinh bệnh liền. Như vậy thì khi em buồn, em rơi vào bi thương đấy, nên trong Đông y có từ gọi là bi thương phế, tức là cái người mà bị phế, bị phổi á, là họ thường hay buồn rầu, hay tủi thân, hay bi ai lắm. Như vậy thì cái cá tính chúng ta, cái tâm lý chúng ta, nó sẽ dẫn đến tác nhân trực tiếp dẫn đến bệnh lý đó. Nên sẵn hôm nay thì em hỏi thì thầy chia sẻ như vậy. Còn về thức ăn thì có lẽ trong quá trình điều trị thầy sẽ tư vấn cụ thể nhiều hơn. Nhưng mà cái căn bản thì thầy khuyên em là hướng về đầu tiên là cái chất rau nó sạch. Những thức ăn sạch, và chúng ta ăn ở mức độ điều độ, chúng ta đừng ăn quá cũng không đúng, mà chúng ta ăn thiếu cũng không đúng, cứ ăn trong cái bình thường và hướng tới những cái thức ăn sạch. Từ khi mà khám bên bác sĩ á, thì con cũng tìm hiểu về cái bệnh này rất là nhiều luôn, và cũng đi hỏi rất là nhiều người. Thì thường á là khi mà mình bị u nang hay là mình bị u ngực đấy, thì khi mà đã qua sẽ mổ, có nghĩa là đã qua mổ rồi á, thì thường là nó quay lại. Mà con là cái đó, nó điều đó nó không chắc chắn, có nghĩa là mình mổ xong một lần á, là rất là nhiều người nói nó sẽ quay lại cái bệnh đó nữa. Có thể là nó quay lại 1-2 năm, hoặc là nếu mà cơ thể tốt thì nó sẽ quay lại 3-4 năm, nhưng mà nhất định nó quay lại. Thì con đang rất là lo sợ cái vấn đề này luôn, bởi vì cho nên con không có muốn mổ xẻ là vấn đề đó, con muốn là nó trị triệt để luôn, có nghĩa là triệt để cái bệnh của mình luôn. Thì bên mình có, khi mà con khám xong và con điều trị xong á, thì con có được triệt để cái bệnh của con không, hay là nó sẽ như thế nào nữa? Như em hay hỏi là ung thư mổ rồi, hoặc là u nang u ngực mổ rồi, thì họ hay bị tái lại. Thì thầy giải thích tạm thời bệnh Đông y như thế này. Khi cơ thể chúng ta mà bị tế bào ung thư nó có mặt, nó gần như là có một sự sống thứ hai trong người chúng ta. Nhưng mà sự sống thứ hai đó nó lại đối lập với chính bản sự sống mình đang hiện tại. Nó không thể là bạn với mình nữa được. Nên thầy tạm gọi là nó rất là hung dữ. Thì bên Tây y người ta sẽ mổ, người ta sẽ đưa hóa trị hoặc xạ trị, thì ban đầu là sẽ cô lập rất là tốt. Nhưng mà em để ý trong cái cuộc sống chúng ta, là trong cơ thể chúng ta nó có một cái tính thích nghi. Thầy thí dụ như em đến một cái chỗ mà nó hơi u uế một chút, thì ban đầu em sẽ ngửi được cái mùi hôi liền. Nhưng mà em chỉ cần dừng lại đã khoảng 5 phút đến 10 phút thì tự nhiên em thấy cái mùi hôi mất tiêu. Em đồng ý, em hiểu cái tính thực nghi đó. Hiểu. Hoặc là đôi khi chúng ta xịt lên người một cái nước hoa, hoặc là đi ngang ai đó nghe một cái nước hoa,
Nhưng mà khoảng 5-10 phút sau, tự nhiên chúng ta không nghe được cái mùi đấy nữa. Dạ. Thì đó là cái tính thích nghi cơ thể. Dạ. Nhờ vậy chúng ta mới sống được. Nhưng cuộc đời này nó có hai mặt. Chính cái thích nghi đó đôi khi sau này làm hại chúng ta. Dạ. Thì quay trở lại vấn đề chỗ u nguyên vừa hỏi, thì ban đầu chúng ta có thể trị những cái quá trị và xạ trị. Một thời gian đầu, có thể một năm đầu, là đây là một kẻ thù của ung thư. Quá trị chúng ta là một kẻ thù của ung thư, xạ trị chúng ta là một kẻ thù của ung thư. Nhưng chính cái tính thích nghi cơ thể như nãy như thầy nói, thì nó sẽ lắng xuống, nó sẽ im xuống ung thư á, nó sẽ nằm đó. Nó chờ đến một lúc nào đó nó dung hòa được với cái, những cái hóa chất này, những cái phương pháp này, thì ông ta bắt đầu là biến những cái hóa chất này, cái xạ trị này, đôi khi trở thành thức ăn của nó. Dạ. Em hiểu chỗ này không? Dạ. Nên cái tình trạng là những cái ca ung thư được mổ rồi, được xạ trị rồi, được hóa trị rồi, nhưng mà sau này bệnh nhân lại bị tái lại. Dạ, đúng thì rồi. Đây thì nói thật với em là cả một cái đau đầu của nền y học, của Đông, của Tây, của nhân loại luôn, chứ không phải riêng ai cả. Dạ. Đó. Thì thầy chia sẻ như vậy. Vậy thì đứng trước cái bệnh này thì Đông y sẽ trị ra sao? Dạ, đúng rồi. Đó. Nó hỏi. Rồi sẽ hiểu nó ra sao? Thì thầy cũng nói thiệt với em là sách xưa ghi lại từ cổ truyền đến giờ thì trong sách Đông y không có từ ung thư. Nhưng mà thầy đã truy vấn và học thì trong Đông y chỉ có từ ung. Dạ. Từ ung thôi. Ung có thể là ung nhỏ, ung có thể là một cái khối u, một cái cục gì đó. Dạ. À. Và luận sâu hơn nữa thì thấy là cái u nào mà nó nằm bên ngoài cơ thể chúng ta, nằm mặt ngoài đó, thì nó bắt nguồn từ âm hư. Nhưng mà những cái u nào nó nằm ở bên trong thì nó lại bắt nguồn từ dương hư. Dạ. Vậy thì khi mà Tây y kết luận ung thư hay gọi là ác tính thì Đông y được hiểu rằng là cái người bệnh nhân đó âm và dương lưỡng hư. Dạ. Như vậy thì để giải quyết một cái bệnh mà âm dương mà nó lưỡng hư vô cùng khó khăn. Như vậy thì bệnh nhân đến với thầy thuốc phải cần nên kết hợp cả hai vấn đề. Một, thầy thuốc có nhiệm vụ là sẽ cắt những thang thuốc bắt mạch để điều chỉnh cái tính âm dương đó. Dạ. Cho nó cân bằng lại. Thứ hai là đời sống của người bệnh nhân đó phải đặc biệt là sống trong cái thiện pháp, sống trong cái vui vẻ, sống trong cái sự năng động, chứ đừng có sống trong trầm cảm. Dạ. Thì cái bệnh nó sẽ khó hết. Dạ. Còn về chuyên môn của Đông y thì như thầy sẽ can thiệp, thứ nhất về thuốc á, là thầy đầu tiên là thầy sẽ đào thải cái độc tố của cơ thể. Dạ. Thứ hai là thầy sẽ tăng cái kháng thể cho cơ thể, cho bệnh nhân đó. Thứ ba là thầy cân bằng cái tính âm dương. Thứ tư là làm sao cho huyết và khí nó được lưu thông, được dồi dào và được mạnh mẽ, thì cộng với cái sức khỏe, cộng với cái tinh thần của bệnh nhân mà được sống trong đời sống vui tươi. Dạ. Thì nhà Đức Phật có dạy, thầy cũng có nghiên cứu, thì cái dòng năng lượng mà chúng ta tu tập được, mà chúng ta sống thiện lành được, có thể phá được cái ung thư, giúp đỡ chúng ta. Dạ. Còn nếu chúng ta sống trong cái tâm sân hận, sống trong cái tâm buồn rầu, sống trong cái tâm không tha thứ, thì cái tâm đó nhà Phật gọi là cái tâm ác pháp. Cái tâm đó có thể dẫn đến những cái năng lượng không tốt cho cơ thể mình. Thầy sẵn đây thì thầy chia sẻ cho em. Dạ. Cũng như có cái cơ hội để mà thầy gửi gắm đến quý vị khán giả, tất cả những bệnh nhân, nếu ai nghe được thì sẽ hiểu cái những cái điều thầy chia sẻ nãy giờ. Cũng như thầy muốn nhắn nhủ rằng là trong cuộc sống chúng ta hãy hướng đến cái sự thiện lành, hướng đến những cái tâm thật tốt, để chúng ta có những cái dòng năng lượng tốt. Và cái chính cái dòng năng lượng đó nó sẽ bảo vệ chúng ta. Chúng ta thử hỏi đi, một ngày nào đó chúng ta buồn thì chúng ta sẽ cảm thấy cái đầu chúng ta sẽ đau. Hoặc là chúng ta sẽ giận ai đó, cơ thể chúng ta rất là mệt. Nhưng mà giả sử chúng ta thương ai đó thì cái cơ thể chúng ta nó rất là sung mãn, nó rất là khỏe. Thì chúng ta lặn sâu vào những chỗ này thì chúng ta có thể kiểm nghiệm được rằng là bệnh nó không chỉ riêng nằm ở thân thể không, mà bệnh nó bao gồm cả tâm và cả thân. Và nếu như thầy thuốc có thể chữa rất tốt cho một bệnh nhân thì có thể chữa được thân. Vì thầy thuốc có thể dùng thuốc
và dùng những phương pháp nào trực tiếp vào thân cho bệnh nhân, nhưng ngược lại cái tâm của bệnh nhân phải chính bệnh nhân chữa trị. Thì theo thầy, trong kinh nghiệm của cuộc sống và cũng như trong quá trình chữa bệnh, thì thầy để ý rằng là ai phối hợp giữa thầy thuốc, tức là bản thân bệnh nhân là thầy thuốc của mình 50%, và thầy thuốc sẽ làm việc 50% còn lại cho bệnh nhân, thì hai bên cộng lại thì một cái bệnh án sẽ được giải quyết rất là tốt. Đôi khi là những cơn bạo bệnh nặng nhưng cũng có thể đi qua. Thì phước chủ mai thầy mà gặp duyên nhau thì sẽ chia sẻ, và cuối cùng nhưng mà trên công việc thì có thể ai làm việc đấy đó, thầy thuốc sẽ trị vào thân nhưng bệnh nhân sẽ trị vào tâm chính mình. Dạ thưa thầy, khi mà nghe thầy chia sẻ từ nãy giờ thì con cũng thấy rất là hy vọng luôn. Bởi vì khi mà bước qua đây thì con cũng rất là hy vọng rồi, nhưng mà khi mà nghe thầy chia sẻ nữa thì con càng hiểu về nhiều về cái bệnh của mình hơn. Thì con muốn hỏi thầy là cái bệnh của con như vậy á thì khoảng mất là bao nhiêu tháng để có thể là mình điều trị hết thầy? Để trả lời cho một cái bệnh mà thời gian mà chính xác bao lâu hết, thật sự là cái điều này nó vô cùng khó khăn cho thầy thuốc. Yeah. Vì cái bệnh mà em hiểu là cái bệnh nó đang có triệu chứng rồi. Yeah. Nhưng mà trong sâu thẳm lặn sâu vô cái nguyên nhân của nó, giống như là cái bệnh nền của mình đó, cái gốc của mình và cái tạng phủ của mình, thì mỗi người lại khác nhau. Thầy thí dụ như cái người tạng phủ ok, về lục phủ ngũ tạng cũng ok, nhưng em chỉ bị tắc nghẽn trên cái đường hệ cột sống hoặc là trên đường vận hành của động mạch và tĩnh mạch, khí huyết, thì trường hợp này thầy khai thông và uống thuốc rất nhanh. Yeah. Nhưng nếu mà có những người cũng là hiện tượng là u rồi, nhưng mà trong người thì một có thể là thận âm hư, có thể là thận dương hư, rồi có thể là vị âm hư, có thể là phế âm hư, vân vân. Em hiểu không? Dạ, hiểu. Thì nó rất là nhiều bệnh trong đó, thì thầy phải cân bằng cái tính âm dương của từng cái tạng phủ đó. Thì đôi khi cái thời gian đó nó cũng hơi dài. Dạ. Nhưng mà nếu mà để cho thầy nói một cái câu an toàn á, thì cái phạm vi mà thầy có thể làm cho em hết tất cả thì khoảng 1 năm. Dạ. Nhưng mà trên đường từ đây đến 1 năm á, thì nó sẽ giảm dần. Yeah. À, còn cái này thầy nói là có thể rằng là nó sẽ dẫn đến một cái sự khỏe mạnh sau này. Yeah. Thì thứ hai nữa là thầy tin rằng là em còn trẻ. Chứ nếu mà em mang cái bệnh này đến mà ở một tuổi đời 50, hoặc ở tuổi đời 60, hoặc ở tuổi đời 70 là nó khác hoàn toàn nha em. Yeah. Vì em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 24 tuổi rồi. Em 24. Thì về cái cơ chế, về cơ thể, về tạng phủ của mình nó còn rất là mạnh khỏe. Dạ. Đôi khi nó bị trục trặc một số cái sinh lý hoặc là tâm lý, hoặc là những như thầy nói đó. Dạ. Về sự dạ. vận hành của cơ thể nó trục trặc chút đỉnh thì mình giải quyết nó nhanh. Dạ. Nên em cũng có thể yên tâm mà chữa trị. Dạ. Đừng có rơi vào cái tâm buồn vui. Dạ. Buồn thì nó không có hết bệnh. Dạ. Càng vui vẻ, càng hoan hỷ thì giúp sức cho cái cơ thể mình tăng. Yeah. Kháng thể lên. Yeah. Cộng với thầy chữa bệnh thì cái bệnh nó mất tiêu rồi. Yeah. Hồi nào cũng hay. Yeah. Trong cuộc đời thì chữa bệnh thì cũng đã trải qua vô số ca, thầy không nhớ nổi. Yeah. Thì về bệnh của em không lại với thầy. Yeah. Thầy đã chữa không biết bao nhiêu người cũng đã hết rồi. Con không có phát hiện sớm cái bệnh của mình đó, thì giống như là nó bị sụt ký rồi á, nó bị mệt mỏi thì con vô tình con đi khám thôi, thì là khi bác sĩ khám thì phát hiện ra ba bệnh liên tiếp luôn. Thì con muốn hỏi thầy á, mà để mà mình phát hiện ra cái bệnh một cách sớm hơn, bởi vì con bây giờ cũng là trẻ rồi đấy, thì mình muốn phát hiện ra một cái bệnh sớm hơn á, để mình có thể là tới thầy sớm hơn một chút để điều trị nhanh hơn á, thì nó có biểu hiện gì bên ngoài không? Tại vì ngay từ đầu con không có biểu hiện gì hết đó. Thì câu hỏi của em nó khó lắm em biết không? Dạ. Nó khó làm sao em biết không? Thì giải thích mà. Như quay lại hồi nãy thì em nhớ thầy có nói cái đoạn là nguyên nhân và triệu chứng. Dạ nhớ. À, có những bệnh nó đang ủ cái nguyên nhân. Ừ. Nó chưa ra triệu chứng, mà em biết rằng là bệnh nhân á, hay là nói chung là tất cả con người chúng ta thường không phải là giới y học á. Dạ. Thì chừng nào hoặc khi nào mà bệnh có thật rồi thì chúng ta mới gọi là bệnh. Dạ. Nhưng em biết rằng là từ nguyên nhân mà dẫn ra tới bệnh đôi khi nó mất tới 3 năm, 5 năm, 10 năm. Yeah. Chứ không phải là tự nhiên nó bệnh liền. Nhưng mà khi chúng ta có bệnh thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta gọi nó là bệnh. Dạ. Yeah. Đó, thì cái chỗ này nó làm khó cho thầy thuốc.
Chẳng hạn như bây giờ em chưa có bệnh gì, thầy bắt mạch, thầy nói em rằng là em có bệnh, em có tin không? Như vậy thì thông qua cái này em hiểu được rồi thì em có thể rằng là động viên gia đình có hai phương án là đi tầm soát định kỳ của Tây Y 6 tháng một lần hoặc là 1 năm một lần, hoặc là ghé qua một ông thầy đông y bắt mạch một cái cơ thể mình có cái khí huyết nó ra sao, đúng không? Vì sao em biết không? Bởi vì đôi khi bản thân của thầy với bên Tây Y cũng rất là khó khăn với nhau. Khó khăn ở chỗ nào? Bên Tây Y người ta sẽ có bằng chứng khi mà một triệu chứng nào đó nó thể hiện ra, thì người ta có hình ảnh, có máy móc, người ta sẽ kiểm tra, thì cái này không thể nào cãi được. Nhưng mà ngược lại, Tây Y sẽ chưa biết nếu nó đang nằm ở nguyên nhân, người ta nó chưa xảy ra triệu chứng thì máy báo không có, siêu âm không có là nó không có. Nhưng rồi mai kia mốt nọ 3 tháng sau, 6 tháng sau xảy ra thì người ta sẽ xác nhận là có. Nhưng mà ông đông y, nếu ông nào bắt mạch giỏi, luận bệnh giỏi thì bắt một cái mạch vào là biết người đó đang bị bệnh rồi. Nhưng mà triệu chứng thì chưa tới. Thì trường hợp này thầy hỏi em tin ai? Nó khổ rồi đó, đôi khi cũng thầy cũng thiết tha để chia sẻ cho mọi người tin. Nhưng khổ một cái là chuyện này đôi khi chỉ có một ông thầy thuốc biết, còn bệnh nhân thì chưa tin. Thì trường hợp này thầy nói thật là trong cuộc đời thầy khám bệnh nó đã xảy ra quá nhiều rồi. Những lúc thì cảnh báo thì người ta nói rằng là tôi chưa có bệnh, nhưng mà rồi vài tháng sau, năm sau thì họ đi tìm lại thì họ đã thật sự có bệnh khi họ đã đi kiểm tra tại bệnh viện. Đôi khi cái khuyết của đông y nó không có có những cái biện chứng mà hình ảnh hay là tất cả những cái có thể cho bệnh nhân hiểu để mà phòng ngừa. Thì thông qua cái chương trình cũng vậy, thầy cũng xin chia sẻ cho em hiểu và cũng như quý vị khán giả sẽ biết được rằng là có những cái khó trong y học, có những cái khó giữa đông và có những cái khó giữa tây, không phải là không hợp nhất được, nhưng có những cái mà để chứng minh nhau đó, nó rất là khó khăn. Mà cuộc đời này khổ lắm, khi mà triệu chứng đã xảy ra thì có những cái chúng ta cứu kịp, có những cái còn cơ hội, nhưng có những cái là chúng ta không còn cơ hội khi mà triệu chứng xảy ra. Trong Phật giáo có một câu rất là hay là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là cái người biết á, giống như nền y học ta biết, người ta sẽ phòng ngừa ngay từ nó mới vừa phát ra bệnh, hoặc là một điều gì đó mới vừa khởi lên là chúng ta ngăn chặn nó liền. Nhưng nếu mà để nó xảy ra cái quả, nó xảy ra cái triệu chứng rồi, chẳng hạn như một cái đống lửa rơm ở kế bên nhà, chúng ta không thấy nó nguy hại, nhưng mà khi cháy một cái căn nhà thì mới biết rằng chúng ta cứu không kịp. Chúng ta cùng nhau để mà hiểu được bệnh án, hiểu được sức khỏe, để cùng nhau giữa thầy thuốc và bệnh nhân có những cái hợp tác tốt nhất. Dạ. Dạ, thông qua chia sẻ của thầy á, con cũng sẽ hiểu rất là nhiều về cái bệnh của con. Thật ra là con đang rất là hoang mang là nó không biết vì sao hay như thế nào hết, nhưng mà khi mà từ khi qua thầy á thì con sẽ yên tâm hơn. Và con nghĩ là mình sẽ quyết định điều trị ở chỗ thầy. Thì con hy vọng thì thầy sẽ điều trị cho con khỏi. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Chào em. Dạ. Mọi thông tin chi tiết giải đáp thắc mắc về bệnh tật, xin quý vị gửi mail hoặc để lại bình luận bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn.